Anh không biết là em phải đeo cái bụng bầu này mệt mỏi thế nào đâu. Anh phải đền bù cho em ấy nhá. Được rồi, cộng hết vào, anh bù một thể. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Em không có gì bất ngờ à? Em bất ngờ đến mức không nói nên lời mà. Mà sao anh đi công tác về sớm, không báo em một tiếng đêm chuẩn bị? Thì tại hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình mà, anh muốn tạo bất ngờ cho em. Mà anh cứ nghĩ là em cũng sẽ có bất ngờ gì dành cho anh đâu. Mà sao em đang bầu bì mà ăn mặc phong phanh thế? Để anh đóng cửa lại nhá. Anh, em thấy cũng đâu có lạnh lắm đâu, phòng ấm mà. Với cả là em đi ngủ mặc thế này cho thoải mái. Hay là anh chê em bầu bì xấu xí anh không thích? Đâu, anh có bao giờ chê vợ anh xấu đâu. Vợ anh như nào á, anh cũng yêu hết. Mà thôi, để anh đi tắm xong là anh vào chơi với hai mẹ con nhá. Chứ bây giờ người anh đang bụi bặm, sợ ảnh hưởng đến hai mẹ con. Vâng, anh đi đi ạ. Cái gì đấy Bảo? À, đây là con ma nơ canh ấy mà. Con ma nơ canh thai giáo, em mới mua. Ma nơ canh thai giáo á? Lần đó anh nghe thấy đấy. Vâng, loại đặc biệt nhất đấy anh ạ. Con ma nơ canh này là nó mô phỏng lại bà bầu, giúp di chuyển đi đứng nằm ngồi, rồi còn phối cả đồ cho bà bầu nữa. Mẫu hiện đại nhất đấy anh ạ. Mẫu hiện đại nhất á? Bây giờ cũng lắm trò thật đấy. Mà thôi, miễn là nó giúp ích cho vợ anh ấy thì bao nhiêu tiền anh cũng chi. Để anh xem nào. Vợ ơi, sao ma nơ canh bà bầu gì sao nhìn nó giống đàn ông thế? Lại còn xấu nữa chứ. Cái gì này? Mụn ruồi à? Anh còn tưởng ve chó đậu trên mặt cơ. Chi tiết thật đấy. Thì chắc là người làm người ta có ý đồ gì đấy. Nếu mà anh thấy không đẹp thì em bước đi vậy. Thôi, nếu vợ anh đã ưng ấy thì xấu mấy cũng ok mà. Thôi bây giờ anh đi tắm nhá. Rồi tí nữa anh vào, vợ hướng dẫn anh sử dụng con ma nơ canh này. Có gì còn giúp đỡ vợ nữa chứ. Em ơi, suýt nữa thì lộ, anh đái cả ra quần rồi này. Bây giờ phải làm sao hả em? Em cũng không biết bây giờ phải làm sao nữa. Thằng chồng em, nó nghĩ anh là ma nơ canh thật rồi. Mà bây giờ anh biến mất thì cũng kỳ. À, hay là thế này đi. Anh cứ chịu khó một chút, ôm cái bụng bầu này ở trong nhà em. Rồi ngày ngày chúng mình vẫn được ăn chung, ngủ chung. Rồi em mà lỡ lấy được cái tài sản gì của nó thì anh giấu vào bụng bầu này. Thế không phải là một công đôi việc à? Thôi thì cũng được, anh chịu thiệt một tí vậy. Nhưng mà em lấy nhanh nhanh lên nhá, chứ anh đứng thế này mỏi lắm. Được rồi, anh yên tâm, em sẽ sớm lấy hết tài sản của nó, rồi chúng mình cao chạy xa bay. Anh biết rồi. Nhưng mà anh nhớ là phải giữ yên một tư thế đấy nhá, không muốn đi đấy. Biết rồi. Hoàng ơi, Hoàng, Ngọc ơi, Ngọc. Bà hét cái gì đấy? Sao trên giường ngủ của vợ chồng ông lại có ba người nằm? Có vợ tôi với tôi. Ôi trời, sao con ma nơ canh này lại nằm đấy lúc nào không vậy? Ôi, anh sao thế? Thì là con ma nơ canh thôi mà, sao phải hét lên như thế? Với cả lúc anh đi công tác không có nhà, em quen ôm nó ngủ rồi. Con ma nơ canh này cũng giúp em có tư thế nằm thoải mái hơn khi mà em đang mang bầu. Ma nơ canh á? Đây là con ma nơ canh thai giáo, vợ tôi mới mua về đấy. Lần đầu tiên tôi nghe đến ma nơ canh thai giáo đấy. Con ma nơ canh này trông giống thật nhở? Tôi nhìn nó giống đàn ông ấy, mà lại còn có cả lông chân nữa. Ôi, này, chị vô duyên và vừa thôi chứ. Mà
chị cũng chỉ là bạn của chồng tôi thôi, tự dưng lại xông vào phòng ngủ vợ chồng tôi xét nét cái gì đấy? Chị định chia rẽ chúng tôi đúng không? Không, chị làm gì có ý định chia rẽ gì tình cảm của vợ chồng em. Chẳng qua là chị mang thuốc bổ mà chồng em nhờ chị mua sang đây. Chị đến nơi, chị thấy cửa nhà mở toang ra, chị gọi chẳng thấy ai trả lời. Chị sợ là có trộm, thế nên phải vào kiểm tra đấy. Cửa nhà mở á? Rõ ràng tôi qua đi ngủ tôi đã đóng rồi mà. Tôi làm sao mà biết được, có thế nào thì tôi nói thế thôi. Lần sau trước khi đi ngủ, nhớ kiểm tra cửa giả cho cẩn thận vào đấy. Thôi, ra đây tôi đưa thuốc cho. Sao không đưa luôn ở bên trong, đi đâu đây? Này, thuốc đây. Ông không thấy kỳ à? Hai vợ chồng ông nằm trên giường, tự nhiên có hình nộm nằm bên cạnh. Ông để như thế mà được à? Không làm sao đâu, vợ tôi đang mang bầu, vợ tôi thích thì tôi chiều vợ tôi một tí. Tôi thấy như thế là không được đâu. Tôi nhìn con hình nộm đấy của nhà ông trông rất là giống người thật. Nhìn nó giống đàn ông lắm. Mà đặc biệt là nó giống một người mà tôi từng nhìn thấy đi với vợ ông đấy. Ơ hai cái con này, mày đi đứng kiểu gì vai phải vợ tao rồi? Sao không em? Này anh, anh mới là vô lý. Tôi đang đứng yên ở đây, hai người đi cố tình va phải tôi cơ mà. Thôi, mình đi đi anh. Ngọc, sao người đàn ông này lại nói là chồng em? Quen à? Chị Trang, em mới học lớp diễn xuất. Đây là bạn diễn của em. Đây là Trang, bạn thân của chồng em. Thôi, đến giờ học rồi, và em đi đây. Lớp diễn xuất á? Vợ chồng? Sao vừa nãy mình nghe có tiếng bóng nổ nhỉ? Chẳng lẽ lại có điều gì khuất tất à? Thì vợ tôi cũng kể là đi học lớp diễn xuất, xong tình cờ gặp bà rồi. Và bà cũng suy nghĩ vừa thôi. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, người ta làm cái gì chẳng giống thật. Ông có bao giờ thấy là vợ ông có vấn đề không? Này, bà đừng nói linh tinh nữa. Thôi bà đi về đi. Lắm chuyện vừa nói đừng đến đây nữa. Này! Em về rồi đây. Ủa, anh làm gì đấy? Sao anh lại mang con ma nước canh ra đây? Lại còn định làm gì nó thế? Thì anh thấy em để nó ở trong phòng nhiều quá, nó bí bách. Anh định mang nó ra đây cho nó thoáng ấy mà. Với cả là anh thấy con ma nước canh này cũng hay phết đấy, rất là mới lạ đấy. Anh thấy nó cũng mềm dẻo này, cho nên là anh định test thử độ bền của nó. Nhỡ nó mà hỏng thì anh mua thêm con mới. Đằng nào con này nó cũng xấu rồi mà, xấu lên tí nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Thôi, anh làm thế nó mẻ mà, nó đã đang xấu rồi anh làm thế còn xấu nữa, kinh lắm. Rồi em xin. Em nói vậy thì thôi, thế để anh bê nó vào phòng nhá. Này, em có vừa nghe thấy cái tiếng gì không? Em kêu đấy. Con anh nó đạp, em đau quá em kêu. Đó, để xem vợ anh có làm sao không nào. Ngồi xuống đây. Có làm sao không? Mà sao mình không vào phòng ngủ hả anh? Mình ngồi đây cho nó thoáng, chứ ở phòng ngủ mãi thì còn gì nữa. Ngồi đây ngắm cái con ma la canh này cũng hay phết đấy nhở. Em có bất ngờ này cho anh đấy. Bất ngờ gì thế? Anh đợi một tí nhá. Nào, bây giờ không diễn nữa à? Mày yên tâm đi, đừng có cuống. Sao mà phải lúng túng thế? Tôi quay lại được hết cảnh hai người diễn như thế nào rồi, để làm bằng chứng đấy. Thế này là sao Ngọc? Tại sao con ma đông cảnh của em lại biết cử động? Thì em bảo với anh, đây là bản đặc biệt mà, nó có công tắc để tự chuyển động ý. Tự chuyển động được á? Hiện đại nhở? Nếu mà vậy, đổ nước sôi lên chắc là không sao đâu. Ôi mày điên à? Mày đổ nước sôi thì bố ai mà chịu được? Anh làm cái gì đấy? Lộ hết cả rồi. Thế chẳng nhẽ để nó đổ nước sôi vào người à? Bố ai mà chịu được? Yên tâm đi, tôi chỉ nói vậy thôi. Trong này là nước bình thường, không phải nước sôi. Tôi nói như vậy để hai người lộ cái đuôi cáo. Hoàng,
Bây giờ ông đã nhìn rõ bộ mặt thật của vợ ông chưa? Vợ ông ngang nhiên ngoại tình và đưa nhân tình về nhà nằm chung giường với ông đấy. Mà không phải chỉ có mỗi vậy thôi đâu. Cái gì thế này? Thật sao lại có vàng của tôi ở đây? Ngọc, cái thai trong bụng em chỉ là quả bóng thôi hay sao? Chuyện này là sao? Anh đã đối xử với em không tốt chỗ nào mà anh đối xử với anh như thế? Chỗ nào không tốt đó? Nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ trả lời. Anh suốt ngày chỉ công việc, công việc. Anh đi công tác hàng tháng trời, anh có nghĩ tôi ở nhà một mình như thế nào không? Tôi ở nhà một mình cô đơn lạnh lẽo. Đến lúc tôi bị sảy thai anh có biết không? Anh suốt ngày chỉ kiếm tiền. Rồi anh vứt tiền vào mặt tôi như thế. Thế mà anh gọi đấy là yêu tôi á? Tôi cần một người yêu thương tôi như là anh Cường cơ. Thế nên là tôi quyết định tiếp tục giả bầu để lấy hết tài sản của anh đấy. Nếu như không còn yêu nữa thì chia tay để giải thoát cho nhau đi. Cô làm như vậy chẳng qua là cô đang lấp liếm cho cái việc cô ngoại tình, cô phản bội Hoàng. Thực chất là cô chỉ yêu bản thân cô thôi. Cô vừa muốn có nhân tình, vừa muốn có tiền của chồng. Cô đúng là đồ tham lam. Tao thấy đấy thì sao? Mày thì khác gì? Thế là mày cũng thích chồng tao. Đúng là cái loại bạn thân khác giới. Hãm! Cô thôi đi! Đừng có đánh đồng người khác giống như cô. Trang chỉ cảnh cáo tôi thôi. Nếu như không có cô ấy thì tôi còn bị cô lừa đến bao giờ nữa. Tôi sẽ tố cáo anh vì tội trộm cắp tài sản và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chúng ta ly hôn đi. Cô đừng hòng lấy được một đồng từ tôi. Không lấy thì không lấy. Chỉ cần tôi và anh Cường yêu nhau, thế là đủ. Cô nói cái gì đấy? Tao đến với mày ấy cũng chỉ vì mày hứa với tao lấy tiền của chồng mày đem cho tao. Nhưng mà bây giờ không có một xu ấy thì cút. Tao không muốn đi tù. Bye. Anh Cường đừng bỏ em. Này, ông không đuổi theo vợ ông à? Bỏ đi. Lỗi một phần cũng là tại tôi mà. Tại tôi là một người chồng không tốt. Coi như là một bài học đi. Ông không hận cô ta à? Hận thì cũng có làm được gì đâu. Quả báo ấy sẽ không chừa một ai đâu. Thôi, cố gắng lên. Sau đây sẽ là một cuộc thi. Ai là người giành chiến thắng thì sẽ được thưởng một mâm đồ ăn thịnh soạn ở đằng kia. Nào, mọi người bắt đầu chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Đây bà già, nhanh cái tay cái chân lên. Bà đi như thế thì làm sao mà thắng được tôi? Cậu cứ lo phần của cậu đi, không cần phải quan tâm đến tôi đâu. Có khi tôi còn đến trước cậu ấy. Cái bà già này, người ta quan tâm bà một tí, thế mà bà lại không thích à? Được rồi, để xem bà thắng tôi nhau nhá. Chúc mừng anh yêu đã giành chiến thắng. Giờ thì chúng ta cùng thưởng thức mâm cỗ thịnh soạn này thôi. Em ơi, thế còn bà già kia thì làm sao? Ơ kìa mẹ, con đã bảo mẹ phải cố gắng lên thì mới được ăn. Mẹ thua như thế này, hôm nay lại phải nhịn đói rồi. Ngọc ơi, mẹ đói lắm. Mẹ xin con cho mẹ uống một miếng thôi. Được, mẹ với lên nhá, với được thì ăn này. Mẹ ơi, con cho mẹ bao nhiêu cơ hội như thế, mẹ còn không làm được nữa thì mẹ đừng trách con. Cô đúng là loại con dâu độc ác, đồ khốn nạn. Mẹ yêu, sao mẹ lại nói với con như thế? Không phải là chính mẹ đã tìm mọi cách để đưa con vào làm dâu nhà này à? Mẹ nên nhớ, những gì mẹ đã làm với chị Trang, con dâu cũ của mẹ ấy, cũng chả kém con là bao nhiêu đâu. Con chỉ học theo mẹ thôi mẹ chồng ạ. Mẹ làm sao thế ạ? Sao mẹ phải ngồi xe lăn thế này ạ?
cháu mà đi đâu ấy là bác đi theo đấy, cháu ở đâu là bác ở đấy. Kìa, mẹ, con có nhà mà con để mẹ ra ngoài đường ở thì làm sao mà được ạ? À? Em này, dù sao thì nhà mình cũng rộng, để cho cô ấy ở đây có người bầu bạn chăm sóc mẹ, mà em cũng đang bầu bì thế này, có người giúp đỡ ấy, thì cũng tốt mà. Mẹ chỉ ở đây mấy hôm thôi, đợi mấy hôm nữa mẹ khỏi nhá, mẹ cho cô ấy về quê cùng luôn. Em chịu khó một ít hôm nữa thôi, bây giờ mà làm căng lên nhá, bà dỗi bà lại tự ái thì chết dở đấy. Mà chẳng nhẽ em không tin chồng của em à? Tùy anh đấy, nhưng mà nếu như có chuyện gì xảy ra em với con sẽ về ngoại đấy. Rồi, con xin phép ạ. Thế thì cô cứ ở đây chăm sóc cho mẹ tôi nhá, tôi cảm ơn trước. Đấy, con nhìn đi, dâu với chả con bất dạy như thế đấy. Mẹ chồng vừa nói có mấy câu thôi mà làm bộ làm tịch ngũ người bỏ vào trong phòng. Đã thế còn lôi đứa nhỏ ra để làm khó thằng Cường nữa chứ. Ngọc, con nhất định phải giúp mẹ, đừng để cho cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn nghe chưa. Mẹ bớt giận, mẹ yên tâm đi, để cho chị ta thư thư mấy hôm nữa rồi đợi con mang bầu con trai, lúc đấy chị ta sẽ mất cái vị trí trong ngôi nhà này thôi. Mẹ tin tưởng tất cả ở con đấy. Thôi bây giờ đưa mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi, mẹ mệt quá rồi. Vâng. Cô Ngọc, cô ở nhà mà sao cô để nhà cửa bừa bộn thế này? Cô không dọn dẹp à? Tôi là khi sáng tôi tập đi nên là đồ đạc nó hơi lộn xộn một chút. Còn Ngọc ý là giúp tôi tập đi cả buổi sáng ấy, nó mệt, nó chưa kịp dọn thôi, để cho nó nghỉ ngơi một lúc. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ cô Ngọc dọn nhà đi nhá. Ngọc ơi, bác bị đau bụng quá, cháu đưa bác đi vệ sinh thì nhá. Vâng, để cháu đưa bác đi ạ. Tôi đưa bác đi vệ sinh, cô ở lại dọn giúp tôi nhá, tôi cảm ơn. Cô Ngọc, cô Ngọc đâu rồi? Sao thế? Gọi tôi có chuyện gì đấy? Hôm qua tôi nói là tôi mệt, tôi đi nghỉ sớm. Tôi đã dặn cô là phải rửa bát dọn dẹp cái bếp này xong rồi mới được đi nghỉ cơ mà. Vậy mà sao bây giờ còn nguyên như thế này? Ít nhất cô đã không nấu ăn rồi, thì cô phải dọn dẹp chứ. Thì tôi quên, bây giờ tôi dọn là được chứ gì. Ôi giời ơi, cô có biết là cái bát này đắt tiền lắm không? Cô phải cẩn thận chứ. Tại từ bé đến lớn tôi không bao giờ rửa bát nên tôi không biết làm. Không biết thì phải học, cô làm cho cẩn thận vào. À, đứt tay rồi, đau quá. Có chuyện gì đấy? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Tôi không biết rửa bát, chị Trang cứ bắt tôi làm. Rồi tôi lỡ làm vỡ một cái bát, nên là chị ấy bắt tôi cứa vào bát để nhớ. Tôi xin lỗi, tôi biết bát này rất quý, tôi sẽ không làm vỡ nữa đâu. Xem quá đáng đi hả Trang? Dù sao ấy thì cô ấy cũng là khách của mẹ, em làm như vậy thì còn đâu mặt mũi của mẹ nữa. Anh tin cô ta mà không tin em à? Không phải là như thế, anh biết thừa ấy là em không thích cô ấy rồi, nhưng mà có nhất thiết em phải làm đến mức này không? Mà thôi, anh không đôi co với em nữa, em tự suy nghĩ lại những hành động em đã làm đi. Còn cô ấy, ra đây tôi băng bó cho. Anh Cường! Trang ơi! Trang! Dạ, sao thế hả mẹ? Con đưa mẹ ra ngoài đi dạo một chút, mẹ thấy bí bách quá. Chẳng phải là mẹ có cô Ngọc rồi ạ? Cái Ngọc nó nói là bị đau tay, phải đi khám rồi. Hơn nữa con đang có bầu như thế, phải chịu khó đi bộ thì nó mới dễ đẻ chứ. Mà cũng lâu rồi mẹ con mình có tâm sự với nhau đâu. Con đưa mẹ đi dạo đi, rồi mẹ con mình cùng hàn huyên nhá. Dạ con... Sao thế? Hay là lại thấy bà già này phiền phức? Dạ không ạ, con có ý đấy đâu. Để con đưa mẹ đi dạo ạ.
Cường ơi, anh Cường. Có chuyện gì thế hả cô Ngọc? Anh kéo giúp em cái khóa với, tay em bị đau không kéo được. Thế thì để tôi đi gọi vợ tôi nhá. Chị ấy đưa bác đi ra ngoài rồi, phải một tí nữa mới về cô. Mà người em ướt hết mức rồi, phải tắm luôn, không thì cảm mất. Thôi được rồi, để tôi giúp cô. Nào, đâu? Ê, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu nhá. Anh cứ nhìn đi, em cho anh mà. Thực ra là em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Cô Ngọc này, tôi không hề có tình ý gì với cô. Tôi chỉ chung thủy với một mình vợ tôi thôi. Nếu có còn thế này nữa ấy, tôi sẽ không cho cô ở nhà tôi nữa đâu. Sao tự nhiên nhìn chóng mặt thế nhỉ? Làm sao mà không ngất cho được? Chỉ có gạo nấu thành cơm thì tao mới thành chủ cái nhà này được chứ. Phải thế chứ, cuối cùng con dâu của mẹ cũng có bầu con trai rồi. Mẹ, con dâu có bầu con trai là sao ạ? Là em Ngọc đã có bầu con trai với thằng Cường rồi. Nói như thế mà cô vẫn không hiểu à? Mà tôi cũng nói luôn nhá, nhà tôi chỉ chấp nhận đứa con dâu với đứa cháu này thôi. Còn nếu cô không chấp nhận được ấy thì cốt. Mà tôi cũng nói thật luôn này, từ trước đến giờ ấy, tôi không ưa cái bầu con gái của cô đâu. Mẹ, nhưng mà con cũng đang mang bầu, là cháu của mẹ mà. Không thể, không thể có chuyện đấy được. Tôi còn chưa đâm vào người cô. Anh Cường, anh quên cái lần trong nhà tắm rồi à? Anh thật là... Anh Cường, tôi thật không ngờ anh lại làm với những chuyện như thế. Tôi thất vọng với gia đình anh. Trang, Trang. Mẹ, là mẹ đã bày ra tất cả chuyện này đúng không? Mẹ đưa cô ta về, phá hoại hạnh phúc gia đình của con. Nếu đã như vậy ấy, mẹ đi mà ở với cô ta, mẹ đi mà ở với cháu trai của mẹ ấy. Mẹ cứ coi như là mẹ không có con đi. Trang ơi, Trang. Chân của tôi, chân của tôi sao lại không có cảm giác gì thế này? Tất nhiên rồi, vì trong thời gian qua tôi đã lén bỏ thuốc bại liệt vào trong đồ ăn của bà. Mà bà quen ngồi xe lăn thế này rồi thì ngồi luôn đi có làm sao. Cô đồ khốn nạn. Con của bà thì cũng bỏ bà mà đi rồi. Bà ngoan ý thì có cơm ăn, còn không ý thì đừng có trách tôi đấy. Giờ đã là chủ cái nhà này rồi. Cảm ơn bà nhé. Mà cái bụng bầu này không phải là của con trai bà đâu, mà là của... của tôi nè. Tôi ngu ngốc nên mới đuổi cái Trang đi, để rước cái loại rắn độc như cô về nhà. Nhà tôi đúng là vô phúc, vô phúc mà. Giờ bà biết thì cũng đã quá muộn rồi. Bà định làm gì tôi? Mẹ tôi không làm gì được cô, nhưng mà tôi thì có đấy. Cô và cả nhân tình của cô đều sẽ phải trả giá về tất cả những hành vi tội ác mà các người đã làm. Tôi sẽ kiện hai người ra tòa về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Khốn nạn, sao mày lại ở đây? Chạy đi anh, chạy đi. Trang à, sao con lại đến đây? Con đưa cháu về thăm mẹ ạ. Mẹ, mẹ xin lỗi các con. Mẹ hồ đồ nên mới đưa rắn về để cắn gà nhà, phá hoại hạnh phúc của hai đứa với sự cổ hủ này của mẹ. Mẹ hứa từ giờ trở đi, mẹ sẽ yêu thương các con hết lòng, không phân biệt cháu trai hay cháu gái nữa. Cháu nào cũng là cháu cả. Trang à, con tha thứ cho mẹ nhá. Mẹ, chúng ta là người một nhà mà. Được ở cạnh nhau là hạnh phúc lắm rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ xem cháu này.